Sau quãng nghỉ đông tạm thời, thị trường ô tô Việt Nam sẽ sôi động trở lại, với loạt xe dự kiến ra mắt khách hàng Việt. Trong đó, những phân khúc hứa hẹn được người dùng chờ đợi nhất như xe đen hạng C, xe đa dụng 7 chỗ sẽ có nhiều cái tên mới. Một xe đen hạng C Phân khúc xe đen hạng C ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây không còn thực sự hấp dẫn khi nhiều dòng xe crossover, SUV cùng tầm giá gia nhập thị trường. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều cái tên được quan tâm và trở thành một trong những lựa chọn không thể thiếu với tệp khách hàng riêng. Honda Civic 2022 sẽ là mẫu xe đầu tiên xuất hiện sau Tết Nguyên Đán. Chiếc xe đen này sẽ bước sang thế hệ mới với sự thay đổi toàn diện trong thiết kế, nhưng chất thể thao ở khả năng vận hành vẫn là điểm mà người dùng chờ đợi. Theo giới tư vấn bán hàng, Honda Civic 2022 dự kiến sẽ chỉnh làng trong tháng 2 này. Khách hàng trong nước vẫn có 3 tùy chọn gồm Honda Civic E, G và bản thể thao RS. Giá dự kiến không khác biệt quá nhiều so với thế hệ hiện hành và vẫn là mẫu xe hạng C đắt bậc nhất Việt Nam. Nối gót Honda Civic là đối thủ Toyota Corolla Altis thế hệ thứ 12 hoàn toàn mới. Hiện tại, đại lý đã nhận Toyota Corolla Altis G, V và HV với giá lần lượt là 750 triệu 860 triệu và 950 triệu. Ở thế hệ mới, Toyota Corolla Altis có sự khác biệt với các đối thủ khi bổ sung phiên bản HV dùng động cơ hybrid là sự kết hợp của động cơ xăng 1.8 lít với một động cơ điện sản sinh tổng công suất của bản này là 122 mã lực. 2. Phân khúc xe đa dụng 7 chỗ. Xu hướng chọn xe đa dụng 7 chỗ giá rẻ đang ngày càng lên ngôi ở Việt Nam, trong khoảng 3 năm trở lại đây Mitsubishi Spander là chiếc xe tiên phong và gặt hái được thành công vang dội khiến Toyota Innova, Lux đều không còn là lựa chọn hấp dẫn với khách hàng dịch vụ. Nắm bắt được xu hướng này, Toyota Việt Nam nhiều khả năng sẽ khai tử Innova, Lux để thay thế bằng bộ đôi MPV Toyota Avanza Premier, Veloz Cross. Hai chiếc MPV này ra mắt cùng thời điểm vào tháng 11 tại Indonesia và nhanh chóng nhận được những đánh giá tích cực của người dùng. Do đó, hãng xe Nhật Bản đã nhanh chóng mang bộ đôi MPV Toyota Avanza Premier Veloz Cross 2022 về nước nhằm cạnh tranh với Mitsubishi Standard Suzuki XL7. Điểm nổi bật của hai chiếc xe đến từ Toyota là thiết kế với nền tảng khung gầm hoàn toàn mới, nội ngoại thất trẻ trung hấp dẫn. Toyota Avanza Premier là chiếc xe giá rẻ với việc hướng đến khách hàng dịch vụ, còn Veloz Cross hướng đến người dùng gia đình. Theo tiết lộ, Toyota Avanza Premier Veloz Cross 2022 sẽ ra mắt vào tháng 3 tới đây. Mức giá dự kiến của Toyota Avenger Premier dao động từ 550 đến 615 triệu và Veloz Cross dự kiến từ 650 đến 715 triệu. Với những mẫu xe mới sẽ gia nhập thị trường sau Tết nhâm dần, người dùng Việt sẽ có thêm nhiều lựa chọn với mức giá cạnh tranh, thiết kế hấp dẫn hơn trước. Xe cổ XXXX